Nhằm đưa thêm thông tin tham khảo cho quý vị và các bạn, chúng tôi đã có các cuộc phỏng vấn với hai trong số những chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Việt Nam có tiếng hiện nay, đó là giáo sư Khan Thayer thuộc Đại học New South Wales, Australia và giáo sư Jonathan London thuộc Đại học Thành thị Hồng Kông. Hai chuyên gia này sẽ đưa ra những phân tích, nhận định về những gì Việt Nam có thể nên tính đến nhằm giải quyết vấn đề trong bối cảnh sự ủng hộ của quốc tế chưa nhiều. Hòa bình và đàm phán là điều các chuyên gia và nhiều người mong muốn để giải quyết tình hình. Nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích và gây hấn, Việt Nam nên làm gì? Việt Nam đã rất đúng đắn khi kiềm chế và không đưa quân đội tham gia vào căng thẳng này, mà sử dụng cảnh sát biển và kiểm ngư để chấp pháp. Việt Nam đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó cũng có những lời phát biểu trên tinh thần hòa hiếu, mở ra khả năng để hai bên nói chuyện. Đây là tình huống hết sức nguy hiểm cho tới khi Trung Quốc đồng ý trò chuyện với phía Việt Nam để làm sao có thể kiểm soát tình hình và giảm căng thẳng. Việc sử dụng các biện pháp qua con đường ngoại giao để giải quyết tình hình là điều đang được ưu tiên. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến nay, thì dù Việt Nam đã quan hệ rất nhiều, quan hệ ngoại giao rất đa dạng, điều đó là rất tốt, nhưng thì chưa có một bạn thân hoặc là chưa có một nhóm, một khối của các nước mà chắc chắn sẽ ủng hộ cho Việt Nam. Và vì thế thì Việt Nam đang trong một tình trạng mà phải sáng tạo một chiến lược hữu hiệu. Nhưng vấn đề là thời gian thì rất là ít và tình hình thì đang thay đổi rất nhanh. Jonathan London cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần phải làm sâu sắc hơn các mối quan hệ ngoại giao của mình để Việt Nam có thể chủ động hơn trong những tình huống căng thẳng như hiện nay trên Biển Đông. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo Việt Nam không thể dựa vào Mỹ để giải quyết vấn đề hiện nay. Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm nếu Việt Nam cố gắng hướng về Mỹ một cách quá xa. Mỹ và Việt Nam không có hiệp ước đồng minh, quan hệ song phương cũng có vướng mắc và Việt Nam sẽ có thể bị cô lập nếu Mỹ và Trung Quốc thiết lập mối quan hệ tốt hơn trong tương lai. Với Nhật Bản hay Philippines thì khác vì họ có hiệp ước đồng minh với Mỹ. Nhưng tôi hy vọng Mỹ và Việt Nam sẽ tăng cường sự chia sẻ thông tin tình báo. Mỹ có thể cung cấp cho Việt Nam những hình ảnh về vệ tinh, về vị trí tàu chiến của Trung Quốc, từ đó đưa ra cảnh báo sớm cho Việt Nam. Những gì đang diễn ra trên Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Trung Quốc và Việt Nam, đây còn là một vấn đề an ninh của toàn cầu. Vâng, thì một yếu tố rất là quan trọng trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Á trong mấy thập kỷ qua là không có những tranh chấp, không có chiến tranh, tức là có điều kiện hòa bình để rất là thuận lợi cho những nền kinh tế của khu vực để phát triển mạnh. Và cũng như ai biết là một khối lượng rất lớn của thương mại thế giới thì cũng đi qua cái biển Đông Nam Á. Và vì thế thì nếu mà những căng thẳng ở khu vực thì quá cao thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cái nền kinh tế thế giới. Và trên vì thế tôi nghĩ là dù thì Trung Quốc muốn thế giới coi cái vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam là một vấn đề, một tranh chấp rất là lẻ, rất là nhỏ, nhưng thì tôi thấy là toàn thế giới thì cũng đang quan tâm đến vấn đề này, bởi vì Biển Đông không phải là một khu vực nhỏ đâu, mà là một khu vực rất lớn và có tầm sự quan trọng thì cực lớn đối với thương mại của toàn khu vực. Và vì thế thì sự quan trọng của cái vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam là thực sự là một vấn đề toàn cầu. Việc Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN ra tuyên bố riêng về Biển Đông được coi là một diễn biến có lợi cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Và dư luận dự đoán ASEAN có thể sẽ ủng hộ thêm quan điểm trong tuyên bố bế mạc hội nghị cấp cao của tổ chức này vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã kết thúc với một tuyên bố chính thức được đưa ra mà trong đó không nhắc trực tiếp đến Trung Quốc. Báo chí quốc tế hôm nay có những nhận định về tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN về tình hình Biển Đông. Thông tin quốc tế hôm nay có những nhận định về tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN về tình hình Biển Đông.
Thời báo Phố Wall Mỹ trong bài báo số ra hôm qua có tựa đề Nhà lãnh đạo Việt Nam lên án Trung Quốc về vấn đề giàn khoan dầu, nhận định rằng sự khác biệt về câu từ trong phát ngôn cho thấy sự khác nhau giữa một bên là những thành viên ASEAN mong muốn một phản ứng chung mạnh mẽ chống lại những tuyên bố chủ quyền và bên kia là những nước chưa muốn chỉ trích một đối tác thương mại quá lớn là Trung Quốc. Cùng quan điểm này, hãng truyền thông Al Jazeera Qatar trong bài Căng thẳng trên Biển Đông là vấn đề hàng đầu cho hội nghị cấp cao châu Á nhận xét ASEAN, một tổ chức có truyền thống đưa ra quyết định thông qua đồng thuận, đang đối mặt với phép thử về sự đoàn kết tại hội nghị cấp cao này. Tuy nhiên, cả bài phát biểu khai mạc lẫn bài phát biểu bế mạc hội nghị đều không nhắc trực tiếp đến Trung Quốc. Lý giải cho điều này, thời báo New York trích dẫn ý kiến của ông Murray Hilbert, chuyên gia về Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, cho rằng nhiều nước trong khối ASEAN không muốn lên tiếng do Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của khu vực này và một số nước trong khu vực nhận rất nhiều viện trợ từ Trung Quốc. Trả lời báo chí Singapore, hôm nay Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thể hiện quan điểm rõ ràng hơn sau hội nghị cấp cao ASEAN. Ông Lý Hiển Long khẳng định rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cần phải có quan điểm về tình hình hiện nay ở Biển Đông vì an ninh và ổn định của khu vực phụ thuộc vào những gì xảy ra tại vùng biển này, vì các sự vụ này xảy ra ngay tại cửa ngõ của chúng ta. Thưa quý vị, trước thái độ ngang ngược của Trung Quốc và kết quả của hội nghị cấp cao ASEAN, Việt Nam sẽ phải ứng xử như thế nào để bảo vệ và khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Hồng Phúc, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Trung. Vâng, xin kính chào ông Bùi Hồng Phúc ạ. Thưa ông, qua những cái phóng sự vừa rồi của chúng tôi thì ông bình luận như thế nào về cái kết quả của hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN vừa diễn ra tại Nepito ạ? Tôi cho rằng là cái kết quả của cái hội nghị các nước ASEAN tại Myanmar vừa qua ấy, là rất thành công, rất tốt. Chúng ta không nên quá kỳ vọng về những cái điều mà ASEAN hiện nay có thể đưa ra trong cái hội nghị này. Và tôi cho rằng là cái việc mà các ngoại trưởng ASEAN đưa ra một cái tuyên bố về của các ngoại trưởng về vấn đề Biển Đông thì tôi cho đó là một cái thành công. Và cái đó là một cái có thể nói là cũng là một cái thắng lợi của ngoại giao của chúng ta. Bởi vì nó thể hiện trên ba cái điểm. Một là cái quan ngại chung của các nước ASEAN về Biển Đông, chứ không còn là cái quan ngại chỉ có Việt Nam, Philippines hay là các nước xung quanh Biển Đông. Cái điều thứ hai nữa, trước đây Trung Quốc cứ nói rằng là cái việc Biển Đông là giữa Trung Quốc với từng các nước một. Nhưng bây giờ nó thể hiện rõ là các nước ASEAN cùng nhau có một cái quan điểm chung như thế. Điểm thứ hai là cái đoàn kết của ASEAN nó thể hiện rất rõ. Điểm thứ ba là gì? Cái cần thiết của cái việc mà phải tiến tới cái bộ quy tắc ứng xử COC giữa Trung Quốc và Việt Nam và các nước ASEAN. Thưa ông, liệu là những cái dư luận quốc tế về tuyên bố của ASEAN thì có gây cái tác động như thế nào đến cái công cuộc bảo vệ chủ quyền của chúng ta không? Tôi nghĩ rằng những cái tuyên bố, những cái thái độ của các chính giới, của các cái nhà khoa học, của các giới báo chí cũng như của các cái người dân khác của các nước trong cái vụ gần đây của Trung Quốc như thế, nó thể hiện rằng cái quan tâm của các nước đối với tình hình ở Biển Đông, đồng thời nó đấy cũng là một cái khích lệ đối với cuộc đấu tranh của chúng ta, làm cho chúng ta vững tin rằng chúng ta đấu tranh để bảo vệ cái chủ quyền của chúng ta không phải là chỉ có mình chúng ta, mà xung quanh chúng ta còn có rất nhiều bạn bè. Vâng, và chúng ta cũng tin vào cái chính nghĩa và chúng ta có cái chủ quyền không thể chối cãi với hai quần đảo của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 9 cuộc triển lãm Trường Sa, Hoàng Sa, những bằng chứng lịch sử cả đất liền và trên các điểm đảo Trường Sa, trong đó có hàng trăm tư liệu lịch sử đáng quý của Việt Nam, các nước phương Tây và cả của Trung Quốc đều khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Và theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được thì chiều mai 13 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận thêm một tư liệu đặc biệt nữa để chứng minh chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Đây là bộ Atlas Thế giới của Philip Van der Malen, một nhà địa lý học kiệt xuất, được xuất bản năm 1827. Gần 200 năm nay, bộ Atlas đã được khai thác và sử dụng như một tài liệu khoa học chính xác ở nhiều nơi trên thế giới. Còn đây là tấm bản đồ Parti de la Cochinchine, nghĩa là đàng trong của nước An Nam, tức miền Trung ngày nay, nằm trong tập bản đồ các nước châu Á trong bộ Atlas Thế giới. Bản đồ này vẽ rất rõ ràng, chi tiết địa danh Paracel hay còn gọi là cát vàng,
tức Hoàng Sa ngày nay, được vẽ khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng vĩ độ 16 đến 17. Cái vị trí địa lý, kể cả những cái bãi ngầm ấy lớn ấy, thì nó cũng đã, người ta cũng đã thể hiện được một cách khá cụ thể. Thế nhưng cái quan trọng là cái này, cái quan trọng là cái mà cái vị trí chính xác của nó lại được đặt vào trong cái mối tương quan với lại cái khu vực ven bờ. Tất cả các đó đấy thì được đặt trong một cái mảnh chung, mà cái mảnh chung đó đấy được gọi là cái bản đồ khu vực đằng trong. Thế và ngay bên cạnh cái chữ chỗ Paracel đấy ấy, thì người ta đặt một cái bảng giới thiệu chung về nước An Nam để khẳng định một điều rằng là cái vùng này là hoàn toàn là của thuộc đế chế An Nam và của đế chế An Nam. Tấm bản đồ của Trung Quốc này cũng nằm trong tập Atlas Thế Giới, giống như bản đồ của Việt Nam. Tại đây thể hiện biên giới cực Nam của Trung Quốc chưa chạm đến vĩ độ 18, và tại tất cả các bản đồ của Trung Quốc từ đầu thế kỷ 20 trở về trước cũng không hề vẽ lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc xuống dưới vĩ độ 18. Thì cái bản đồ Trung Quốc đấy vẽ cái đường biên giới một cách rất là rành rọt, từ bên Tông Kinh chảy sang ở cái chỗ vĩ tuyến thứ 22 và kéo sang bên này đấy là cái khu vực tỉnh Quảng Đông, kéo xuống bên dưới này đấy là toàn bộ cái đảo Hải Nam, và dưới đảo Hải Nam thì không còn có một cái đảo nào khác nữa, tức là cái biên giới cực Nam của Trung Quốc ấy là không vượt quá cái vĩ tuyến thứ 18, như 18. Còn từ 18 thì xuống thì nó lại ghi rõ là của Việt Nam rồi, là của Cochin China rồi, còn lại của đằng trong rồi. Những bản đồ từ các nước thứ ba luôn được coi là chứng cứ quan trọng, khách quan nhất để chứng minh chủ quyền của một quốc gia đối với vùng lãnh thổ của đất nước đó. Việc có thêm những chứng cứ như Atlas Thế Giới chắc chắn sẽ làm tăng thêm giá trị minh chứng chủ quyền của Việt Nam ở bãi cát vàng Paracel thuộc về Việt Nam từ xa xưa. Theo nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, nếu Việt Nam giải quyết bằng nhiều biện pháp hòa bình mà không đạt hiệu quả, thì việc tiến hành các thủ tục pháp lý, khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế chính là con đường đấu tranh pháp lý hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 nêu rõ vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Thêm lục địa là vành đai mở rộng của lãnh thổ đất cho tới mép lục địa hoặc 200 hải lý tính từ đường cơ sở, chọn lấy giá trị lớn hơn. Thêm lục địa của một quốc gia có thể kéo dài ra ngoài 200 hải lý cho đến mép tự nhiên của lục địa. Trung Quốc tuyên bố hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vị trí có tọa độ 15 độ 29 phút 58 giây vĩ bắc, 111 độ 12 phút 06 giây kinh đông, cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý, cách ranh giới ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam 80 hải lý. Theo các chuyên gia, đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng độc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Do phía Trung Quốc làm đang cố tình hợp thức hóa trên trường quốc tế những đồng thời hành động thực tế hóa trên các cái hoạt động cụ thể của mình để họ từng bước một có thể biến họ trở thành cái đường yêu sách chính thức, kể vào mặt lý thuyết lẫn trên thực. Chưa dừng lại ở đó, việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đưa hàng chục tàu các loại, trong đó có quân sự, máy bay, hung hãn bắn vòi rồng và đâm húc thẳng vào các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam, làm bị thương và gây hại nhiều tàu thuyền. Đó là hành động cực kỳ nguy hiểm, là vấn đề xâm phạm chủ quyền. Việt Nam hoàn toàn có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Cái thềm lục địa thì coi như là nó là một cái phần của cái đất nước đó. Cho nên là Trung Quốc mà đặt cái giàn khoan ở cái thềm lục địa sâu vào thềm lục địa của chúng ta, tức là đã xâm phạm đến cái chủ quyền của Việt Nam. Thì chúng ta có muốn kiện Trung Quốc để làm gì? Nhưng mà nếu không có cách nào khác thì chúng ta phải làm thế thôi. Những ngày qua, nhiều luật sư đã kiến nghị chính phủ tiến hành các thủ tục pháp lý quốc tế, khởi kiện phía Trung Quốc ra tòa án có thẩm quyền, đồng thời sẵn sàng đóng góp những cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán Việt Nam ở Biển Đông.
Thưa quý vị và các bạn, như phóng sự trên chúng tôi đã đề cập, nhiều chuyên gia, học giả đều khẳng định xử lý vấn đề chủ quyền bằng con đường đấu tranh pháp lý là biện pháp phù hợp bởi Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi. Chúng ta có đầy đủ căn cứ pháp lý thuyết phục khi đưa vụ việc ra tòa trọng tài quốc tế. Đây cũng là nội dung được tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Phó trưởng bộ môn Công pháp Quốc tế Đại học Luật Hà Nội đề cập với phóng viên chương trình thời sự. Thưa ông, xung quanh câu chuyện Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thì nhiều ý kiến thời gian qua cho rằng là nên kiến nghị chính phủ kiện phía Trung Quốc ra tòa án quốc tế có thẩm quyền. Theo ông, Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa án cụ thể nào? Có tiền lệ nào trên thế giới về các cái vụ việc tương tự mà Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm trong cái trường hợp này không, thưa ông? Trong tranh chấp biển đảo thì hiện nay người ta thường nói tới ba cơ quan tài phán. Thứ nhất là Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc, thứ hai là Tòa án Luật biển Quốc tế và thứ ba là Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Luật biển năm 82. Trên thực tế thì đối với Tòa Công lý Quốc tế và Tòa án Luật biển Quốc tế thì những tòa này chỉ thụ lý vụ việc khi mà các bên đều đồng ý chấp nhận thẩm quyền của tòa. Mà trong trường hợp của Biển Đông thì chúng ta được biết là Trung Quốc thì luôn giữ quan điểm chỉ giải quyết tranh chấp bằng con đường thương lượng đàm phán và không chấp nhận thẩm quyền của các cơ quan tài phán quốc tế. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là rất khó để có thể đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa Công lý Quốc tế cũng như là Tòa án Luật biển Quốc tế. Và chỉ còn lại một phần cuối cùng, đó là giải quyết tại Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 của Công ước. Bởi vì trong Công ước Luật biển năm 1982 thì cũng đã chủ liệu một cơ chế giải quyết tranh chấp và cho phép Việt Nam có thể trong trường hợp này khởi kiện Trung Quốc ra trước tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 của Công ước năm 1982. Trong trường hợp mà chính phủ Việt Nam kiện phía Trung Quốc ra các cái tòa án quốc tế thì chúng ta nên có cái sự chuẩn bị như thế nào? Và đâu là những cái căn cứ pháp lý mà Việt Nam nên sử dụng trong cái vụ việc này, thưa ông? Cái căn cứ pháp lý quan trọng nhất theo tôi nghĩ đấy chính là Công ước Luật biển năm 1982, mà trong Công ước thì đã quy định dành một phần riêng, đó là phần 15 để quy định về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp. Những việc mà chúng ta cần làm trong trường hợp nếu chúng ta khởi kiện thì tôi nghĩ rằng là cũng không có gì quá phức tạp. Chúng ta sẽ có một tuyên bố thông báo khởi kiện gửi cho chính phủ Trung Quốc. Và trong trường hợp giả sử chúng ta chọn Tòa trọng tài thường trực ở La Hay để làm cơ quan bảo trợ cho quá trình khởi kiện này thì chúng ta cũng sẽ có một đơn yêu cầu tòa đứng ra để thành lập hội đồng trọng tài. Bởi vì giống như trong trường hợp Philippines thì Philippines cũng đã yêu cầu Tòa trọng tài thường trực ở La Hay để thành lập hội đồng trọng tài. Và hiện nay trên thế giới thì đã có khoảng 10 vụ việc là giải quyết theo trình tự tại phụ lục 7 của Công ước và cũng đã chỉ định yêu cầu Tòa trọng tài thường trực ở La Hay để mà thành lập hội đồng trọng tài giải quyết. Thì với cái việc mà Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan như vậy thì đã trực tiếp vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên cũng như là lắp đặt công trình nhân tạo được quy định tại điều 56, điều 60 hay điều 77 của Công ước Luật biển năm 1982. Và vì vậy theo tôi nghĩ thì đây chính là cơ sở quan trọng Việt Nam chúng ta có thể khởi kiện và trong đó yêu cầu tòa trọng tài giải quyết, xác định những hành vi vi phạm của Trung Quốc và trực tiếp đó là dẫn chiếu tới những quy định của Công ước Luật biển năm 1982. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, chúng ta sẽ lại trở lại trường quay của VTC với ông Bùi Hồng Phúc là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung. Thưa ông ạ, đã có nhiều năm là đại sứ tại Trung Quốc thì theo ông những cái điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ hòa bình hữu nghị truyền thống giữa hai nước ạ? Ở đây thì tôi không bình hay là không đi sâu vào cái khía cạnh pháp lý, khía cạnh lịch sử. Vâng. Mà đây tôi chỉ đi vào cái khía cạnh là cái quan hệ giữa hai nước. Thì từ cái hành động vừa qua của Trung Quốc đặt giàn khoan trên cái thềm lục địa của Việt Nam ấy, thì tôi rút ra 5 cái điều như thế này. Cái điều đầu tiên ấy, là phía Trung Quốc đã không làm đúng những cái thỏa thuận của cấp cao hai nước đã đề ra trong thời gian gần đây. Trong đó có nhấn mạnh rằng hai bên phải giữ hòa bình ổn định ở trên Biển Đông và không có bất cứ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai ấy, là Trung Quốc đã không làm đúng theo cái thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo để giải quyết các vấn đề trên Biển Đông mà hai bên đã ký vào năm 2011. Trong đó có nói rằng phải xây dựng Biển Đông thành một cái biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba ấy,
là điều này cũng không thể hiện được cái chính sách ngoại giao với láng giềng mới mà Trung Quốc vừa đề ra, tức là muốn thân thiện với các nước láng giềng, muốn hợp tác với các nước láng giềng, thì cái việc làm vừa qua của Trung Quốc không thể hiện được cái điều đó. Cái điểm thứ tư là cái gì? Điểm thứ tư là cái việc làm này của Trung Quốc đã làm tổn thương, tổn hại đến cái tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Và điều thứ năm là cái gì? Điều thứ năm là những cái việc làm này nó tác động xấu, tiêu cực đến cái lòng tin, cái sự tin cậy giữa Việt Nam và Trung Quốc, và vừa qua chúng ta đã mất rất nhiều công sức để xây dựng nên. Vâng, thưa ông, theo ông thì Việt Nam sẽ có những cái hành động gì nếu như Trung Quốc không dừng lại các cái hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền Việt Nam? Tất nhiên là chúng ta phải tiếp tục đấu tranh, đấu tranh bằng mọi hình thức. Tôi không loại bất cứ một cái hình thức gì, nhưng chúng ta vẫn lấy cái đường lối là giải quyết vấn đề một cách hòa bình với Trung Quốc và thông qua đàm phán để mà giải quyết vấn đề này. Đây là những cái mà cấp cao hai nước hay cả hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi, chứ không phải là vấn đề gì mới. Mà ngay các nước ASEAN cũng ủng hộ cái việc làm này, thế giới cũng ủng hộ việc làm này của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không làm như thế? Vâng ạ. Thưa ông, xin được hỏi ông một câu hết sức cá nhân thôi. Trong những ngày này thì cảm xúc của ông như thế nào? Tôi có thể nói là trong những ngày vừa qua là cái người mà từng có nhiều quan hệ với các bạn Trung Quốc, đã từng nhiều năm phấn đấu phục vụ cho cái công cuộc hữu nghị quan hệ giữa Việt Nam Trung Quốc, thì thực sự tôi rất là buồn. Có thể nói như thế, và có thể nói là buồn trước cái việc mà cái tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc nó bị tổn hại, nó do những cái hành động của Trung Quốc mà nó bị tổn thương như thế.